Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu sản phẩm tủ lạnh của hãng Hitachi. Tên model sản phẩm là RX670GV. Đây là dòng tủ lạnh 6 cánh hiện tại cùng với thiết kế mặt gương pha lê sáng bóng, tạo nên sự sang trọng và tiện nghi cho công năng bếp nhà bạn. Tủ có dung tích siêu lớn 722 lít, chiều cao 1835mm, rộng 825mm và chiều sâu là 728mm, có thể thoải mái bảo quản thực phẩm với số lượng rộng lớn. Tủ được nhập khẩu nguyên chiếc tại Nhật Bản với công suất danh định là 120W/giờ. Tủ lạnh được trang bị công nghệ inverter tiết kiệm điện, vận hành ổn định và bền bỉ, giúp hiệu suất làm lạnh không gây tiếng ồn khi hoạt động, cùng với tấm cách nhiệt chân không VIP giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ cực tốt. Tủ được tích hợp thêm cảm biến nhiệt Eco giúp tối ưu hóa điện năng hiệu quả bằng cách tủ có thể tự điều chỉnh nhiệt độ dựa trên khối lượng thực phẩm, nhiệt độ trong và ngoài tủ sao cho phù hợp và tiết kiệm điện nhất. Hơn nữa, tủ có rất nhiều tính năng hiện đại như làm đá tự động, mở cửa bằng một cái chạm nhẹ. Tủ có khả năng làm lạnh nhanh, không cần máy nén, rất thân thiện với môi trường. Cùng với đó là hệ thống kháng khuẩn khử mùi với màng lọc nano titanium giúp loại bỏ mùi hôi khó chịu, chống nấm mốc, giúp thực phẩm tươi ngon và trọn vị. Đặc biệt, tủ còn thiết kế thêm một ngăn chân không giúp chống vi khuẩn, những chất dinh dưỡng như tươi ngon như khi mới vừa đi chợ về. Riêng ở ngăn rau quả có chất quang xuất phát giúp cung cấp độ ẩm giữ cho ngăn rau củ luôn